Em xin chào tất cả quý anh chị. Thì lâu lắm rồi em chưa có quay video để mà đăng đất bán, tại vì thời gian vừa rồi thì nó có biến động á, đất nó đứng mà ngân hàng không giải ngân. Thì bây giờ là tình hình là ngân hàng nó không đã giải ngân rồi. Đất đai thì nó giảm được khoảng 30-40% so với giá trị hồi trước, cho nên bây giờ em quay lại cái lô, em có một cái lô đất rẻ này. Em quay lại cho quý anh chị thì cái lô đất của em đang quay đây là nó là thuộc phường Trần Đạo. Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum. Đất là thuộc thành phố nha quý anh chị. Phường Trần Đạo, thành phố Kon Tum. Thì phía trước quý anh chị là con đường Phạm Văn Đồng. Đây con đường này thì một đầu này thì chạy về thì trung tâm thành phố. Rồi vào tầm 4 km. Còn cái đường này đi Gia Lai. Đây là trung tâm phường thì nó đầu kia. Đầu kia có một cái bùng binh. Đó, đầu kia là trung tâm phường. Đây trung tâm phường tầm khoảng 500m thôi. Và bây giờ em chạy vô lô đất cho quý anh chị thấy. Chạy vô đi. Vô lại. Cây đường bê tông ngon lành này. Khu dân cư đông đúc. Đi thẳng. Thì cái khoảng cách mà từ đường Phạm Văn Đồng vào cái lô đất mình đó là 300m. Đó, cái lô đất trước mặt mình chỉ cầm bên cái nhà đó. Đây, đường bê tông, đây là đường bê tông 4m. Cái lô đất này giá trị hồi trước là tầm khoảng 85-90 triệu một mét ngang. Bây giờ nó là chủ nhà là các ngân hàng vay ở bể nợ gì đó là bán còn lại có 45 triệu một mét thôi. Đây. Với diện tích bề ngang là 10 mét mà sau là 40 mét thổ cư là 85 mét. Đây là quý anh chị một khu dân cư hiện hữu. Đây mà làm nhà vườn thì cũng ok đó. Thôi em xin phép.